cho tất cả ha. Chào mừng các bạn, chào mừng mình. Mình là Nidhi và hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nhé bạn. Rồi thì trước khi vào clip thì mùa 1 thì mình chúc các bạn mới vui vẻ và có được nhiều lì xì và có nhiều sức khỏe nha. Rồi thì các bạn nhớ cho mình xin một like, subscribe kênh của mình để mình có động lực làm những clip ra những sản phẩm mà hay hơn nữa cho các bạn xem nhé. Rồi clip này là gì? Clip này là mình sẽ review cho các bạn một trái bơm nhé các bạn. Trái bơm được làm lại, tại admin cũng ghi là trái bơm V1 được làm lại nhé các bạn. Là chỉ riêng V1 thôi. Thì mình sẽ review cho các bạn xem, giữa để xem coi V1 của bơm các bạn có mạnh hơn cả lúc mà khi thức tỉnh hay không, và chiêu thức sẽ như thế nào nha các bạn. Đây các bạn thấy nha, chế bơm nha. Đây. Đây chế bơm thì admin không có làm một cái gì đặc sắc hết nha các bạn. Giống như là chuyển động hay là cái gì hết nha, chỉ có riêng một chế bơm là bơm thôi. Rồi. Ôi ai nhắc mình vậy ta? Rồi nha, chế bơm nha các bạn. Rồi mình ăn vào. Đấy, admin sửa lại cái tướng ăn nhìn khá là ngầu nha các bạn. Nhồng vô phát xong quẹt quẹt cái miệng qua nè. Khá là ngầu luôn. Rồi. Đây là bơm, là bơm đã thức tỉnh rồi nha các bạn. Nên mình đi về mình tắt đi, tắt cái thức tỉnh đi. Đó, bơm thức tỉnh được có thêm một chiêu bay nữa bạn, nó khá là ngầu nha các bạn. Y chang Bakugo luôn. Đấy, bơm thức tỉnh có thêm chiêu bay quá đã luôn các bạn ơi. Đó. Tục. Đấy, qua tắt cái thức tỉnh ra. Tại vì nếu mà có một vài cái như hiệu ứng hay là cái gì làm lại thì cũng không có tăng đam gì hết các bạn. Để coi hiệu ứng hay là chiêu thức luôn. Rồi vô cởi trang bị ra mới được. Rồi nhớ mày cởi hết. Chắc mình chừa lại chiêu E nha các bạn. Để chiêu E này chắc không có liên quan gì hả mày. Chiêu E này là bay mà với lại thêm một chiêu mới vô mà, chứ bình thường bơm có 4 chiêu à. Đấy, mình thêm chiêu này vô cái gì mình bay review cho lẻ bạn ơi. Rồi bây giờ đầu tiên nha, chiêu Z nha, bắn nha. Bắn à. Thay vì nổ bình thường, bây giờ là admin sửa có thêm chữ bơm nổ vô các bạn ơi, nhìn nè. Đó, thấy chưa, có thêm chữ bơm luôn, chữ bơm nổ vô. Đó. Đó, và các bạn để ý đi, cái cục bơm bay tới rất là đẹp nha các bạn. Bình thường á, mình nhớ là chỉ có cái cục giống như là cục xít mũi các bạn. Cục xít từ mũi quăng cái cục nhỏ xíu, còn bây giờ là nguyên cục lửa luôn nha các bạn. Đó, thấy không, nguyên một cái cục lửa bay tới và nổ, nguyên cái chữ bơm hiện lên, nổ bơm. Đó, nguyên chữ bơm, rồi tới chữ ít đấm. Quen nhá bạn, chiêu này hay nha. Chiêu này là các bạn sẽ có một cái vùng luôn nhá bạn, là các bạn có thể dễ canh nhá bạn, và các bạn nhảy rất là xa được luôn nha. Các bạn nhảy tới luôn nè, đó không, các bạn nhảy tới rồi đập xuống và nổ bơm đùng liền luôn. Ô hay thế. Hay nha, chiêu này ổn nhá các bạn, được nha. Coi như nè, đó chưa, mình nhảy tới xong đập xuống nổ bùng, quy chiêu bơm hiện lên. Ồ, tính ra chiêu này hay đó chứ. Các bạn có thể cơ động được nè, và các bạn canh được cái vùng luôn nè. Rồi nhìn nè. Đó, nhảy xuống nó đùng. Rồi cái gì, ba người. Sao dịch cái gì? Ba người. Google dịch đỉnh cao nha. À, đấm xuống ba lần, ba người. Đấm xuống đất nổ ba lần, đùng là ba người nha các bạn. Rồi tới chiêu B. Nổ. Ô. Chiêu này gồng giống cung răng kia đó bạn. Đó phải không nè. Mình gồng với cái người mình lại nè. Đó, khá là giống của Ranky nha các bạn. Nhưng mà mình không có mất máu. Của Ranky thì mất máu nha các bạn. Các bạn gồng mới mất máu, còn cái nỏ này thì không mất máu nha các bạn. Một cái nỏ đúng luôn. Và hầu hết như tất cả chiêu đều là bơm, có chữ bơm vô trọng nha các bạn. Đấy, các bạn thấy. Ủa, nếu mà có chữ bơm vậy thì thức tỉnh admin cũng thêm chữ bơm vô, cũng là sửa V2 mà đúng không? Không biết admin có thêm vô hay không. Đấy, nỏ rất là to nha các bạn. Rồi. Bây giờ là mình tới test đam nha các bạn, test đam nữa nha. Đây. Dơ. Yeah. À quên, chưa reset điểm. Hết hồn rồi. Chưa, trời ơi, hèn chi, tự nhiên quăng có một cục có 1000 đam giật mình thì chứ. Quên, mấy bạn ơi, quên đi reset điểm ra. Giật cả mình, hèn chi. Tự nhiên đâu ra lòi vô cái ý xìu à. Rồi. Đây. Rồi, để mình reset điểm cho các bạn, reset điểm. Đó. Đây 25 game. 5000 đam. Nâng vô chát quỷ lại nhá mày. Phòng thủ là chắc chắn nè. Melee luôn đi. Kiếm chắc giờ mình chưa xài nhiều hả mày. Kiếm chắc mình xài sau cũng được. Mình xài melee trước đi. Đó, tại melee mình lên V2 mà các bạn. Rồi. Rồi, giờ đi qua test đam ở đây cũng được, rồi mình đi qua đó. Đây mình test đam với con boss này luôn nhá mày. Rồi, thử nha, chiêu nha. À quên, xài cái búp cho chép quỷ luôn nha mày. Xài mắt kiến.
Ờ mình đang xài bắt kiến mà, cái bắt kiến này là búp cho trái quỷ là ngon nhất rồi nhớ mày, ngon nhất rồi đó. Rồi yes. 5 cái đam mà bạn ơi, yếu thiệt, có 5 cái đam mà yếu thiệt. Nhưng mà chiêu hồi rất là nhanh nhớ mày, chiêu giá này hồi khá là nhanh, đâu thấy chưa? Nhưng mà có 5 cái đam thì hơi yếu thiệt rồi, tới chiêu ít nha, đấm nha, đấm 3 lần. Ơ lộn, nhảy vô đấm chứ. Nhảy vô đấm 8.000 đam rồi bạn ơi. Ồ, yếu thiệt nha các bạn, yếu thiệt nha, yếu thiệt nha. Mấy chiêu đam của bơm yếu thiệt nhưng mà sửa lại chiêu thức và hiệu ứng cũng đẹp nha các bạn. Rồi, chiêu đấm 3 lần coi như đam nha. Đùng đùng đùng. Ơ hụt rồi. Ủa 3 lần rồi hả? Ủa 3 lần có 8.000 đam chưa? Mình thấy lần đầu một hit là 5.000, mình tưởng 3 lần 15.000 là đam to lắm nha các bạn, nhưng mà nổ 3 lần luôn có 8.000 à. Đùng đùng đùng. Ờ đúng rồi bạn ơi. Vậy lần có 3.000 mấy nè, lần có 3.000 mấy nè. Rồi tới chiêu cuối cùng chưa nổ nè. 11.000 nha các bạn. Ồ được cái chiêu B này nổ phát là 11.000 nha các bạn. Là hết rồi đi các bạn, hết rồi đó, hết rồi đó. Là cái nhiêu đó rồi đó. Sửa lại 4 chiêu luôn và đam cũng không quá to nha các bạn. Đam cũng không gọi là to lắm. Chỉ được cái là chiêu mới là chiêu lạ nữa các bạn. Và mỗi chiêu có thêm chiêu bơm thôi. Đấy. Nói chung là Nguyên làm lại này là khá là hay nha các bạn. Chứ mình nghĩ làm lại cái này riêng cái chiêu ý này đó các bạn, mình nghĩ trong BB sẽ ngon nè. Đó, nên chiên lao vô nổ vậy thì B sẽ ngon. Chứ BB chứ, BB sẽ ngon. Rồi giờ mình thử lấy thức tỉnh các bạn, coi thức tỉnh có chiêu bơm 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 vô hay không nha. Thử cho bạn xem. Chuẩn bị vô. Rồi. Thử có chiêu bơm không? Không có chiêu bơm nha các bạn. Nhưng mà cái cục này phải không nè. Nhưng mà cái cục của V2 này lại không bằng V1 phải thấy chưa? Các bạn đi nha, nè đây 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 đây. Cái chiêu V2 này như đam ta từ từ. Rồi chưa, bay rất chậm nha các bạn, cái cục bay rất chậm mà nổ nhỏ lắm luôn á. Mình cảm giác là 10.000 đam to thì nha các bạn, đam to nhưng mà cái cục cảm giác này bay chậm hơn mà nổ không có đẹp bằng V1 nha các bạn. Bây giờ đó, mặc dù như một cục là 10.000 đam to lắm nha các bạn. Rồi cục này lại 9.000 đam vậy ta. Chiêu C. 8.006 V. Chiêu này mình nghĩ là nổ trong du biển sẽ đam to hơn nha các bạn. Đấy. Nổ vô du biển to hơn. Nhưng mà cái cục này riêng mình nói bạn thấy không? Cái cục này thì mình thấy không có gì hơn. Còn riêng mà thức tỉnh rồi á thì các bạn cảm giác các bạn không? Các bạn quăng chiêu từ xa nhiều hơn. Đấy. Chiêu các bạn từ xa nhiều hơn nhiều. Chứ bình thường là không có chiêu từ xa. Toàn phải lao tới á các bạn. Đây các bạn nè. Nhưng mà riêng chiêu Z nha các bạn, như mình nói đó, riêng chiêu Z của chiêu thức tỉnh sẽ đẹp hơn phải không? Đó. Bay cục lửa đúng đẹp luôn. Còn nổ chiêu bơm nữa. Đúng không? Hợp lý hơn nhiều luôn á. Chứ bình thường qua cái cục kia bay chậm mắc cười quá à. Nhưng mà cái cục thức tỉnh này lại đam to hơn nha các bạn. Ảo thật đấy. Đấy. Còn chiêu Z thay vì quăng cục bơm thì các bạn lao tới các bạn nhảy vô các bạn combo ngon hơn ha. Đấy thì cơ động hơn. Thay vì các bạn quăng từ xa các bạn quăng cục đó các đối phương né được rồi. Như C. C là nổ 3 lần. A bình thường là nổ theo cái dòng một cái đường hình thẳng nha các bạn, một cái đường thẳng đó. Thay vì nổ một cái đường thẳng thì bây giờ các bạn sẽ đấm 3 lần tại chỗ thôi nha các bạn, là V1 ấy. Đấy. Đấy thì bây giờ là các bạn sẽ đấm 3 lần tại chỗ. Nhưng mà hình như là cái chiêu C, cái chiêu trái bơm của lúc chưa thức tỉnh các bạn, mình không có nhớ luôn các bạn, tại vì mình lúc mình đi thức tỉnh là bơm thức tỉnh rồi. Đó. Còn lúc mà chưa thức tỉnh, ở lộn, lúc mà chế bơm bình thường bơi mổ bạn trước đó như thế nào mình quên nữa bạn ơi. Mình chưa kịp nhìn nữa. Thật sự. Rồi. Giờ mình cởi ra hết nha các bạn. Cởi ra hết đi. Giờ mình thử dồn nguyên combo vô boss coi được hay không nha các bạn. Thử dồn nguyên combo vô boss coi có được hay không. Cởi V luôn, để E lại thôi. Rồi. Đáng lẽ chữ E phải để cuối cùng nữa bạn. Bốn cái chiêu người ta đang liền với nhau, có chữ E nằm lên trên mà để sát vô chung rồi. Rồi thử win combo coi được không nha. Ôi trời ơi combo. Ôi mạnh lắm đấy. Ôi mình suy nghĩ lại nha mày. V1 này ngon hơn V2 nha các bạn. Ngon hơn cái là các bạn dùng 4 chiêu này nè. 4 chiêu vô 1 được luôn nha các bạn. 4 chiêu vô 1 liền được luôn. Nè các bạn nhìn nha. Nè các bạn nhìn để nha. Nè. Lúc mà các bạn đang quăng cái chiêu Z này á, là các bạn lao thẳng cho mình liền luôn. Sau các bạn V nổ hay là sử dụng chiêu C nổ liên tục cho mình luôn nè các bạn nhìn nha. Nè. Nè, combo 4 chiêu trong một nè. Đó thấy chưa? Ôi thấy chưa? 5 hit 31k đam trong một lần combo luôn. Ôi vãi, mạnh lắm nha các bạn. Nửa cây liền luôn á. Ôi mạnh nha. V1 lại mạnh hơn V2 về cái combo nha các bạn. Tại V2 các bạn thấy không, chiêu hình như là không có dồn vô liền các bạn. Chiêu các bạn sẽ bị đứng một giây ấy.
Đây đây các bạn nhìn nha, đây 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 các bạn nhìn nè. Nè. Trong lúc mà quăng quăng chi vét vô là các bạn lao ít vô cho mình luôn nha. Các bạn có thể dùng V trước hoặc là C trước cho mình cũng được luôn nè. Đó, V. Đãi xong rồi nổ C liền. À là các bạn, mình nghĩ là các bạn nên nổ V trước đi ha. Để V thời gian gồng hơi tốn thời gian các bạn đúng không? Có cái V này hơi tốn thời gian thôi, còn ba chi còn lại là nổ rất là nhanh nha các bạn. Là các bạn dùng cho mình là lao vô sau đúng không? Các bạn dùng V trước là Z nè, ít V xong rồi mới tới C nha các bạn nhìn nha. Nè, quăng Z trước nè. Đây. Quăng Z trước xong lao vô V. V nổ xong nổ xong các bạn C liền cho mình đó. Ôi. Đám to cực kỳ luôn nha các bạn. Vãi đã vậy. Wow. Còn ai nhắc gọi ta. Rồi, thì các bạn thấy nha. Đó, rồi bây giờ mình vô mình xài lại thức tỉnh lại cho các bạn xem nè. Thức tỉnh rồi thì các bạn không có dùng nguyên combo được liền nha. Bạn nhìn nè. Đó. Không có dùng mà nguyên combo mà nhanh được nha các bạn. Là chiêu là các bạn toàn quăng á, các bạn thấy không nè. Các bạn vẫn có thể dùng được. Đây các bạn dựng bây nhìn nha. Vẫn có thể dùng được nhưng mà giống như là gọi là sao đó, định hướng á các bạn. Chiêu giống như là gọi là định hướng mà phải định hướng á, là nếu mà định hướng vậy thì đối phương lướt vài cái là hết rồi. Các bạn nhìn nè. Đó. Quăng ba chiêu cũng nhanh đó, quăng ba chiêu cũng nhanh đó nhưng mà gọi là định hướng nha các bạn thấy không? Định hướng chứ không như AoE như là B1 nha các bạn. Đấy, là các bạn vẫn có thể dùng ba chiêu này nè các bạn. Ba chiêu này dùng nhanh thiệt á. Ba chiêu này cũng mơ thức tỉnh thì dùng nhanh thiệt phải không? Nhưng mà một người thắng như vậy thì sao mà các bạn ném trúng đối phương được đúng không? Như vậy đối phương nhỏ xíu à. Đó, đối phương xíu lướt vậy thì sao các bạn trúng được. Đấy. Còn riêng chiêu V này thì chắc chắn là mạnh hơn thức tỉnh rồi nha các bạn. Ở lòng mạnh hơn lúc chưa thức tỉnh rồi. Riêng cái chiêu V nè thì mạnh hơn lúc chưa thức tỉnh rồi. Còn ba chiêu còn lại là mình nghĩ là B1 mình thấy nhảy vô combo ngon hơn các bạn. Nhảy vô phát đối phương giật mình mà các bạn không? Các bạn dồn liền combo cho mình luôn thì mình thấy ngon hơn. Tại vì quăng ba chiêu này thì đâu có dễ dàng mà trúng đâu bạn không đó. Đâu có dễ dàng mà trúng đâu. Các bạn lướt là né được à. Thế là vậy. Thì mình nghĩ ba cái chiêu này từ mình nghĩ là các bạn giống như là gọi sao ta? Cấu rỉa từ xa các bạn. Đó, cấu rỉa từ xa thì được hơn là các bạn dồn vô combo one shot nha các bạn. Đấy. Thì mình đánh giá V1 thì admin sửa lại á thì mình thấy ngon hơn những cái combo one shot nha các bạn, là lao vô á, lao vô dồn liền. Còn cái thức tỉnh rồi á, cái thức tỉnh này rồi á thì giống như là chiêu cấu rỉa hơn các bạn ơi, đúng không? Rỉa từ xa hơn thôi. Rồi, thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì clip này là mình để review cho các bạn thấy được cái chế bom V1 admin làm lại mạnh như thế nào nha các bạn và xịn sò ra sao rồi đấy. Rồi, thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, subscribe của mình nha để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.